Ok thì đầu tiên mọi người lấy ớt chỉ thiên xay nhỏ cho mình. Tiếp theo là bỏ ớt lên và xào đều. Xào thật là đều nha anh em. Rồi chúng ta sẽ thêm ném một chút gia vị xăm rang x2 nè, tương ớt. Và cái này cũng là tương ớt ông chà bà luôn anh em ơi. Rồi chúng ta sẽ thêm 2 thìa nước mắm nữa. Nấu cho đến nào nó sâu nó đặc lại thì là xong rồi đấy. Bây giờ ấy, thì mình sẽ nấu mì tôm nha. Và đây là mì tôm. Và đây là mình sẽ trải ra và thưởng thức cùng anh em. We'll be right back.